Xin chào cả nhà, món ngon mỗi ngày, món ngon mỗi ngày. Hôm nay mình ăn ốc đắng giả muối tiêu chanh, muối ớt tiêu chanh đó cả nhà. Rồi mình ở nhà mình có sả với lại có lá chanh lá bưởi gì đó, mình hái vô mình luộc cho nó thơm. Rồi món thứ hai là khoai lang, mình đang ngâm nha cả nhà. Khoai lang là chắc ngon cả nhà, nó vàng ôm mà, chắc khoai lang mật đúng không? Rồi trước khi mình luộc khoai lang, mình cho một xí muối với một xí đường ở trong cái nồi này nha cả nhà. Một đổi nữa mình bỏ khoai lang vô mình luộc nhang. Rồi ốc đã chín rồi nha cả nhà. Đó, trời ơi nó thơm nức mũi luôn, nó thơm vừa sả nè, lá bưởi nè, lá cam nè. Đó, qua đây mình mua ốc là mình không có tốn tiền mua mấy cái lá này nữa, nhà mình trồng có hết luôn à. Rồi mời cả nhà ăn món ốc nha. Còn khoai lang nữa, chờ tí chờ tí. Rồi khoai lang cũng đã chín luôn nha rồi cả nhà ơi. Đây khoai lang vàng ôm nè, thấy đã không cả nhà? Đó khoai lang cũng chín luôn đó, thấy khoai lang vàng chưa cả nhà? Trời ơi nó vàng cả đã không. Rồi bây giờ mình đang chiên ếch bên này nha cả nhà, mình đang chiên ếch xong rồi bắt đầu mình mới xào xào giá với nấm. Mời cả nhà ăn món ngon mỗi ngày với mình nha. Ok.